Xin chào mọi người. Ngay bây giờ là 1 giờ 26 phút chiều. Vừa rồi như vậy là mình mới gửi cho bạn cái tín hiệu của BTC và tín hiệu của Solana. Đâu khoảng vài giờ nữa mình sẽ đẩy ra những cái tín hiệu của những cái đồng altcoin cho bạn. BTC đang nằm ở một giai đoạn quan trọng. Rõ ràng, vừa rồi như vậy là thứ 6 mình đã cân nhắc cho bạn buổi sáng. Và tốn bao nhiêu giờ trôi đi, rồi sau đó nó mới bùng lên tới cái vùng gần được con giá 65.000. Tại sao con giá 65.000 nó ngừng ở đó? Con giá đó là một cái kháng cự mình đã chia sẻ cho bạn ít nhất đâu 2 tuần trong cái nhóm nhận tín hiệu. Ok, và vừa rồi nó đóng băng như vậy. Thứ bảy đóng băng, chủ nhật cũng đóng băng, cuối ngày chủ nhật cũng đóng băng, gọi là nó có một sự bay bổng chút xíu, có phá vỡ cái gì, phá vỡ cái hình tam giác, ok, chỗ cái mũi của nó bay bổng lên, nhưng cuối cùng rút lại vẫn không vượt qua được cái mốc giá 65.000. Nhớ ngày hôm nay là ngày thứ hai, là ngày bay bổng nhất trong tuần. Như vậy nó sẽ bay thứ hai, nó sẽ bay thứ sáu, và xác suất là nó sẽ bay cuối ngày chủ nhật thường lệ như vậy. Hoặc những cái ngày mà nó có thống kê này thống kê nọ thì nó sẽ có một cái sự bay ngắn hạn, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục đi theo cái đường sóng của bên mình chia sẻ. Tín hiệu của bên mình lên tới 90-95%. Làm thế nào để kiểm tra? Lên nền tảng Tiên Academy YouTube, coi cái video 16 phút, bỏ thời gian để xác thực trước khi tham gia nền tảng. Vậy thôi, hôm nay là thứ hai thì khá là bận rộn, mình sẽ đẩy ra ít nhất đâu khoảng cả 3 cái video tín hiệu nữa. Ok. Hồi nãy là mình đẩy BTC, mình đẩy Ethereum, mình đẩy BTC, mình đẩy Solana cho cái nhóm nhận tín hiệu. Mình đẩy hai cái tín hiệu cho cái nhóm văn bản, có nghĩa là mua BTC ở giá nào, bán ở giá nào. Mua BTC Solana ở giá nào, bán ở giá nào. Và hồi nãy cũng vậy, là một cái tín hiệu cho nhóm tương lai. Ok. Vậy thôi, nói chung là mình đẩy đâu được 5 cái tín hiệu ra hồi sáng đến giờ. Và chuẩn bị tới đây mình sẽ nghỉ ngơi đâu khoảng vài tiếng, và sau đó là mình sẽ vô lại văn phòng và đẩy ra thêm giá trị tín hiệu cho anh em có thể chốt đơn ngày hôm nay. Nhớ cân nhắc cho những người nào đã theo dõi thị trường một thời gian dài. Thứ hai là một ngày bay bổng. Vừa rồi như vậy nó xém phá vỡ con giá 65.000. Thì con giá kế tiếp nếu nó phá vỡ 65.000 thì nó sẽ bay lên cái vùng nào kế tiếp, rồi nó ngừng nhà cân nhắc, rồi nó ngừng, rồi nó hồi xuống, rồi sao nữa. Ok, thì tín hiệu đã được, nó nằm thẳng trong cái tài khoản của bạn. Nhưng mà nếu nó sập tới cái vùng bao nhiêu, nó sập xuống cái con giá bao nhiêu, nhớ, nếu nó sập xuống con giá bao nhiêu trong những cái giờ tiếp theo thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, đã nằm sẵn ở trong cái tài khoản của bạn. Vậy thôi, xin chào mọi người.